あれ。まだ咲い。まだ来る。ボクは、ボクは。ボク。ルームね、ルーム。คุณพ้องบ่เออกินมาทางพี่บ่ตังค์ครับมันจะใครก็ไปทางcác bạn thân mến, tôi đã nhận được rất là nhiều tin nhắn và những lời đề nghị của các bác ngày xưa đã từng công tác làm việc ở thị xã Siêng Khoảng này cách đây đến 5 đến 60 năm, và các bác cũng nói rằng là hiện tại bây giờ là không thể tưởng tượng ra là thị xã nó như thế nào. Và xem các video khác về nói về Siêng Khoảng ấy, thì họ cũng chỉ quay về những cái khu di tích thôi, như cánh đồng chum hoặc là các chùa chiền nữa thôi, nên các phố xá thì các bác cũng không tưởng tượng được. Nên hôm nay tôi cũng làm một cái video quay về thị xã Siêng Khoảng, bây giờ mời các bác và các bạn cùng xem nhé. Đây là khu vực công viên của thị xã Siêng Khoảng. Công viên này là nó nằm ngay cạnh ngã tư trên đường đi thị trấn Mường Khăm. Cách đây cũng đã 5-60 năm rồi thì các bác xem lại các bác cũng không thể tưởng tượng được thật. Thị xã Siêng Khoảng này là có độ cao hơn mực nước biển ấy, là 1.200 m. Nên là về buổi sáng và buổi chiều ấy, lúc mặt trời lặn và mọc, là đứng ở trên những cái dãy đồi nhìn thì quang cảnh rất là đẹp. Bây giờ các công trình cũng bắt đầu xây dựng. Hôm trước có mấy bạn hỏi tôi là ở bên thị xã Siêng Khoảng này giờ là mở ra một xưởng nhôm kính và sản xuất các loại cửa có được không? Thì đây các bạn cũng xem thực tế này. Ở đây là họ xây dựng bắt đầu phát triển rất là mạnh. Cho nên là theo tôi nghĩ là cũng rất là được. Và cũng quan sát tất cả các tầng trên của các nhà 2 tầng ấy, là bây giờ họ cũng bắt đầu là làm bằng nhôm kính rồi. Càng lên cao của tầng 2 trở lên của ngôi nhà thì hay chịu ánh nắng mặt trời, cho nên là họ cũng không thích dùng những cái cửa bằng gỗ, nên là họ thay thế bằng cái nhôm kính là cũng là rất là hay. Khu vực này là khu công viên, khu giải trí thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái khu thương mại thì các mặt hàng họ kinh doanh cũng rất là sầm uất. Tôi cũng làm một video về chợ trung tâm của thị xã Siêng Khoảng. Khu bảo tàng quân đội này thì bây giờ cũng bắt đầu hoàn thiện. Thị xã này là nằm ở trên cao nguyên, có độ cao là 1.200 m. Cho nên cứ ngày mùa đông này này, là đứng ở trên này là nhiệt độ bao giờ nó cũng thấp hơn so với này khu vực Mường Khăm khoảng độ 3 đến 5 độ. Bây giờ mới là 4 giờ chiều thôi. Tầm hơn 1 tiếng nữa thì khu vực công viên này thì nó đông người lắm.
Tuy rằng là cũng chưa hoàn thiện đâu, nhưng mà họ đến đây là rất là đông. Các cô gái Lào ở Siêu Khoảng này họ cũng lấy chồng muộn lắm. Đây cô gái này năm nay đã 29 tuổi rồi. Mấy cô kia cũng thế, 29-30 giờ cũng chưa cô nào lấy chồng nữa. Còn đây là chùa Siêu Khoảng. Ngôi chùa này thì bây giờ cũng bắt đầu là đang xây dựng. Cũng vì cái nguồn kinh phí không được dồi dào cho nên là xây thi công nó cũng hơi chậm một chút. Pho tượng Phật này là đứng ở trên một riêng một quả đồi độc lập và nhìn ra hết khu vực thị xã. Các bạn cứ quan sát cái bầu trời của khu vực cao nguyên này xem. Nó rất có một cái sự khác biệt, nhất là về mùa thu. Đứng ở trên này nhìn về cái tầm 5 giờ chiều ấy, nó như là một cái cõi Phật. Những cái đám mây nhìn cứ tưởng tượng nó ra cái gì thì nó thành một cái đấy. Đất đai ở đây thì bao la lắm, quỹ đất rất là còn nhiều. Bên này cũng không thấy những cái biển mà treo mua bán đất gì cả. Về giao thông đi lại ở bên Lào thì các quốc lộ thì là giải nhựa hết rồi, còn các đường bên trong cấp bản nó là chủ yếu là đường đất. Và những cái ngày mưa gió là đi lại cũng rất là ngại. Đứng ở trên đài tượng Phật này, đó quan sát ở phía kia các bạn nhìn đấy, đấy là cũng là khu vực là Thong Hai Hin đấy, khu vực cánh đồng chum ấy. Cái từ Siêng Khoảng ấy, nghĩa của người Lào họ dịch ra là thành phố chân trời. Đó các bạn quan sát xem, đúng là thành phố chân trời thật nhé. Nhìn rất là bao la. Quốc gia Lào này là chiếm tới 66% là đi theo đạo Phật. Mấy bạn kia là người nước ngoài ấy, sang bên này là có một cái dịch vụ là họ cho thuê xe máy để đi du lịch các nơi. Chúng ta đứng ở trên tượng đài Phật này quan sát bốn xung quanh thị xã nhé. Và cái bầu trời này là những cái hôm mà có cầu vồng ấy. Nhìn nó kỳ lạ lắm, cứ tưởng tượng cái gì nó ra cái đấy. Còn đây là các cô gái Lào này. Cứ tầm 6 giờ chiều ấy là các cô là hay tụ tập ở các quán bia, quán chân gà lướng này. Về ăn nhậu ở bên này là họ rất là bình đẳng. Phụ nữ và nam giới cũng đều như nhau cả, được quyền uống và được quyền say. Kể cả là hai vợ chồng đưa nhau đi và hai vợ chồng là cũng cứ uống say bình thường thôi. Ba cô gái này là cô nhỏ nhất kia năm nay 26 tuổi rồi. Và hai cô này, cô mặc áo lâu này 31 tuổi, còn cái cô đứng cạnh cô nhỏ là 29 tuổi. Các cô kể là hội của các cô là 11 người cơ. Vậy chọn thành một cái hội độc thân. Cô cao tuổi nhất là 34 tuổi. Và có lẽ là tí nữa là tập trung hết ở đây đấy. Các cô gái này thường thường là góp tiền Campuchia với nhau là ra nhậu. Nhậu không say không về đâu, nếu nào say thì khênh về đấy.
cứ nhậu say suốt này thì còn lâu có người yêu nhá. Các cô đồng thanh mời tôi ngồi đây uống bia cùng đấy để nhập hội độc thân, nhưng mà tôi bây giờ tôi có việc nên là phải đi. Tôi đang trêu các cô là bảo thôi người ta bỏ là không được, lấy chồng làm cái gì, cứ đi nhậu này cho nó sướng. Sướng quá. Các cô gái này thường thường là cứ trước khi ăn là phải cho phây ăn trước này. Nó trứng vịt lộn. Đợt trước là có mấy bác đi công tác ở U Đom Say và Luông Nậm Thà với lại Phong Sa Lì ấy. Và cũng đã nhắn tin và gọi điện để nhờ tôi, để tôi tìm giúp các người bạn người Lào ở bên đấy, và tôi cũng đã tìm được và cũng đã kết nối cho hai bên. Là và các bác công tác ở Siêng Khoảng này, nếu mà có bạn ở bên này ấy, thì cũng hãy liên hệ với tôi sẽ sẵn sàng tôi tìm giúp các bác. Video bây giờ tôi cũng xin tạm dừng tại đây và chúc các bác và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và gặp những điều may mắn. Các bác, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và để tiếp tục xem các video về sau. Xin chào tạm biệt.